tôi là Nguyễn Hoàng Điển xin mến chào quý bà con và các bạn xem kênh. Thì hôm nay tiếp tục mình trở lại nhà vườn của Đông Ý ở Lấp Vò, Đồng Tháp để review giao lưu báo giá bông rang cùng bà con. Thì hiện tại nhà vườn Đông Ý rất là nhiều mẫu cây giống luôn nha bà con, có tất cả các dòng đột biến cẩm thạch, rồi vàng son Cần Thơ. Tất cả các cây này là đều cây giống. Đặc biệt hôm nay như ý giao lưu báo giá là combo. Nếu bà con nào có mua 5 thì nhà vườn sẽ khuyến mãi thêm một cây. Là đơn hàng 150k là nhà vườn Đông Ý bao ship cho bà con ha. Rồi mọi chi tiết bà con cứ liên hệ với số điện thoại dưới màn hình để gặp trực tiếp nhà vườn cùng giao lưu nha bà con. Rồi mình mời bà con và các bạn đón xem. Mến chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh của anh Liêm. Thì hôm nay em quay lại clip của anh Liêm, rất mong quý cô chú anh chị sẽ xem và ủng hộ cái video này của em. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0707069329. Thì hôm nay em Zalo với cô chú anh chị mình những cái loại bông trang mới bên em. Thì đơn hàng 150.000 trở lên em sẽ bao ship nha. Thì đầu tiên là một cái combo gồm 10 cây phụng hoàng kim. Thì mỗi cây phụng hoàng kim như thế này cao tầm 12-13cm. Thì một cái combo gồm 10 cây phụng hoàng kim bên em Zalo cùng cô chú anh chị mình với mức giá là 120.000. 120.000 một cái, đơn hàng mình giao lưu là đơn hàng từ 150.000 cho lên em bao ship. Bao ship ha. Tiếp theo là vàng sọc đời đầu hay còn là Tiền Giang, cây này cao 15. Thì vàng sọc đời đầu bên em giao lưu với cô chú anh chị mình với mức giá là 30.000. Mỗi cây giống bên em cứ mua 5 cây em sẽ tặng một nha. Tiếp theo là combo gồm 5 cây đỏ kép Mộc Châu. Thì mỗi cây như thế này có chiều cao tầm 1.5 tấc đến 2 tấc nha cô chú anh chị. Thì giao lưu cùng cô chú anh chị mình với mức giá là 130.000, em tặng một luôn nha. 130.000 cho mỗi một cây đỏ kép Mộc Châu, tích lẻ là 30.000 một cây. Mua 5 cây thì còn 130, em còn tặng thêm được một cây nữa nha cô chú anh chị. Tiếp theo là hồng cánh kép. Thì mỗi cây hồng cánh kép thì cao tầm 16-17cm. Giao lưu cùng cô chú anh chị mình với mức giá là 20.000 một cây. Cũng là mua 5 em tặng một luôn nha. Tiếp theo cũng là đỏ kép Ngọc Châu, nhưng mà cái size này là tầm dạng chậu năm mà em lên, nó lên hai tượng rất là dài về cho quý cô chú anh chị mình làm giống nha. Cây này thì cao 35, cây này thì cao 40. Thì mỗi một cây như thế này giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình với mức giá là 50.000. Cây này nó đang trưởng thành lớn rồi ha. Dạ, hai tượng. Dạ. Tiếp theo là Phụng Long Châu. Phụng Long Châu. Cây này cao 17, cây này cao 17. Thì mở cây Phụng Long Châu giao lưu cùng cô chú anh chị mình với mức giá là 50.000. Mua 5 em cũng tặng 1 luôn. Hình như clip hôm nay là tất cả mua 5 đều được tặng 1 ha ha. Dạ đúng rồi, mà 5 cây cùng loại nha cô chú anh chị. 5 cây cùng loại. Dạ, tiếp theo là vàng son Ngũ Phúc. Thì mở cây như thế này cao tầm 12cm. Giao lưu đến cô chú anh chị mình với mức giá là 30.000. Cứ mua 5 cây thì em tặng 1 luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là vàng son Sữa, còn gọi là Mỹ vàng son nha quý chú anh chị. Cây này cao 25, cây này cao 22. Thì Mỹ vàng son như luôn của quý chú anh chị mình với mức giá của nó là 30.000 một cây. Đơn hàng 150 là em đã bao ship cho quý chú anh chị rồi nha. Tiếp theo là bên em lên cái combo cho quý chú anh chị mình gồm 5 cây phụng hoàng lửa chậu 6 chậu 7 nha quý chú anh chị. Phụng lửa này tược tàn đâu quá chừng ha. Dạ. Thì mỗi cây như thế này em đại diện là tầm 3.5 tấc nha quý chú anh chị. Thì mua 5 cây phụng hoàng lửa em cũng tặng 1 cây luôn. Thì 5 cây phụng hoàng lửa này với mức giá là 250.000, em tặng 1 cây, như là 6 cây chỉ có 250 và em bao ship luôn nha. Quá đẹp. Cây này về bà con cắt tỉa gọn tàn lại. Có tàn thường. Tiếp theo là cẩm thạch lá rí nha. Cây này cao 12. Thì cây cẩm thạch lá rí giao lưu cùng của cô chú anh chị mình với mức giá là 80.000. Sang dòng đi. Sang dòng cây đó cưng. Dạ. Cây này về để chậu bonsai ha. Dạ. Mấy cái chậu nhỏ để trên bàn. Tiếp theo là cẩm thạch sọc hồng. Cây này thì cao 26, tới ngang của nó là 21. Thì mỗi cây cẩm thạch sọc hồng giao lưu cùng của cô chú anh chị mình với mức giá là 35.000. Mua 3 cây thì còn 100.000 nha quý chú anh chị. Mỗi một cây 35, mua 3 thì còn 100.000. Quá đẹp luôn. Tiếp theo là Mỹ đỏ đuôi phụng.
cây này cao 28, cây này cao 25 thì đảm bảo từ 2 tấc rưỡi đổ lên nha cô chú anh chị. Giao lưu cùng với cô chú anh chị mình với mức giá của nó là 30.000 cũng là mua 5 em tặng 1 luôn. Đơn hàng 150 cho nên em bao ship nha. Tiếp theo là ngọc như ý. Cẩm thạch ngọc như ý. Cây này cao 14 thì mỗi cây ngọc nhí bên em giao lưu cùng với chú anh chị mình với mức giá là 50.000 cũng mua 5 em tặng 1 luôn. 50.000. Tiếp theo là bạch tuyết trang. Cây này cao 8 cm thì bạch tuyết trang giao lưu cùng với chú anh chị mình với mức giá là 120.000. Tiếp theo là vàng son chân tím. Cây này cao 19 thì mỗi cây vàng son chân tím bên em giao lưu cùng với chú anh chị mình với mức giá của nó là 30.000. Cứ mua 5 cây cùng loại bên em sẽ được tặng 1 hết nha của chú anh chị. Tiếp theo là mỹ đỏ hoa mai. Cây này cao 25, cây này cao 25 thì mỹ đỏ hoa mai giao lưu cùng với cô chú anh chị mình với mức giá là 30.000. Tiếp theo là vàng sập ánh dương hay còn gọi là vàng sập ánh kim nha quý chú chị, này cũng là giống mới bên em luôn. Thì mỗi cây như thế này cao tầm 7-8 cm, giao lưu cùng với cô chú anh chị mình với mức giá là 80.000 cho một cây vàng sập ánh kim nha, hay còn gọi là ánh dương. Tiếp theo là một cái combo 5 cây vàng son Cần Thơ. Bên em thì cây giống thì cứ mua 5 em thì tặng 1 nha quý chú anh chị. Thì mỗi một cây như thế này là cao tầm 1 tấc rưỡi nha, giao lưu cùng với cô chú anh chị mình với mức giá của mình lẻ mỗi cây là 25.000. Khi mua 5 cây thì còn 120 mà em tặng thêm 1 nữa nha. Rồi em lên cho quý chú anh chị mình những cái loại cây lứa bên em. Thì đầu tiên là vàng son Cần Thơ. Cây này cao 87 thì vàng son Cần Thơ giao lưu cùng cô chú anh chị mình với giá là 200.000 bao ship luôn nha. Cây lá bóng mướt ha. Dạ. Đọt tím vàng son Cần Thơ. Tiếp theo là cây vàng son chân tím. Mấy cây này sống chậu từ bé luôn ha hay. Dạ. Cây này cao 1 mét nha cô chú anh chị. Tới ngang của nó là 150. Thì cây vàng son chân tím là giao lưu cùng với cô chú anh chị mình với mức giá của nó là 250.000. Em bao ship luôn nha. Vàng son chân tím, vành chỗ này bằng ngón út luôn bà con ơi. Cái này bằng ngón út. Có hết đợt bông hay là bông hả? 250 em bao ship luôn. Tiếp theo là cây phụng hoàng cam. Cây này cao 75. Tới ngang của nó là 49. Thì cây phụng hoàng cam này giao lưu cùng với chú anh chị mình với mức giá là 180.000 bao ship luôn. 180.000. Cây lứa. Cuối cùng thì em lên xuống chú chị mình cây hường sọc Dubai nha. Cây này, cây này mới luôn, VIP luôn nha bà con. Hóa đẹp rồi. Cây này cao 80. Tới ngang của nó là 75. Thì cây hường sập Dubai giao lưu cùng với cô chú anh chị mình với mức giá của nó là 350.000 bao ship luôn. Thì đây cũng là cây có clip, rất mong với cô chú anh chị mình sẽ xem và ủng hộ cái video này của em cũng như kênh của anh Lim nha. Thì hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo. Rồi, cảm ơn Như Ý nha. Cũng rất là cảm ơn bà con đã xem clip đến cái giây phút cuối cùng như thế này. Mọi chi tiết bà con có yêu mến thì cứ liên hệ với nhà vườn Đông Ý nha bà con, để có được những cái mẫu hoa như thế này. Và toàn bộ cây giống của vườn Đông Ý thì rất là nhiều, đầy đủ các mặt hoa luôn, số lượng thì không giới hạn. Rồi, cảm ơn bà con, hẹn gặp lại bà con những clip khác nha. Bye bye bà con, chào bà con.